Bữa hôm nay chúng ta sẽ ôn tập nhé. Chương 2 đúng không? Thì chương 2 là chúng ta sẽ học về về hàm số, về hàm số. Đấy. Thì hôm nay là buổi chúng ta sẽ ôn tập. Thì các em ghi cho anh này, phần 1 là chúng ta sẽ ôn tập. Sau đó chúng ta sẽ làm bài tập. Ôn tập. Yeah. Đấy, thì trong chương này thì nó gồm những kiến thức gì? Thì kiến thức số 1 nhá. Là các em phải hiểu thế nào là hàm số, đúng không? Thế nào là hàm số? Thế nào là hàm số? Đấy thì hàm số người ta cho dưới dạng là y bằng fx, đúng chưa? Thì các em hiểu là như thế nào là hàm số? Thì có nghĩa là với nhá một giá trị x bất kỳ, với giá trị x bất kỳ thì các em thay vào đây, các em thay vào cái hàm số ấy, các em tìm được là y là giá trị duy nhất, y là giá trị duy nhất nhá, là giá trị duy nhất, cái chấm than là duy nhất các em nhá. Đấy thì các em hiểu là các em thay một giá trị x bất kỳ vào đây, các em tìm được y thì giá trị y là duy nhất, thì đấy người ta gọi là hàm số. Đấy người ta gọi là hàm số. Ví dụ em có hàm y bằng x bình trừ đi 2x, đúng không? Thì đơn giản là các em thay x bất kỳ. Ví dụ nhá, các em thay x bằng 3 thì các em tìm được y bằng bao nhiêu nhỉ? 9, 9 trừ đi 6 đúng không? Y bằng 3. Thì các em thay một giá trị x bất kỳ thì các em tìm được y thì giá trị y là duy nhất. Nhá, y là duy nhất thì đây là hàm số. Ví dụ số 2 không phải hàm số này. Các em có cái hàm x bằng y bình đúng không? Trừ 1 chẳng hạn. Thì cái này các em suy ra là các em có là à như vậy thì y bình bằng x cộng 1. Thì y bình bằng x cộng 1 thì suy ra là khi khi anh cho x bằng ví dụ x bằng 3 nhá. Thì các em tìm được y bằng bao nhiêu nhỉ? Y bình bằng 4. Y bình bằng 4 thì các em tìm được y bằng cộng trừ 2. Thì 1x mà chúng ta lại tìm được hai giá trị của y. Đúng không? 1x thì chỉ cho duy nhất một y thôi, mà 1x lại không cho y, cho hẳn 2y, đúng không? Không những cho một y mà cho hẳn 2y. Thì đây không phải hàm số nhá, đây không phải hàm số. Các em kết luận là không phải hàm số. Hàm số là 1x các em cho một giá trị của y thôi. Nhá, thì đấy là hàm số. Thì đấy là cái quan trọng đầu tiên là chúng ta nhắc lại về về hàm số. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nhắc lại về tập xác định nhá. Cái thứ hai là chúng ta sẽ nhắc lại về tập xác định. Tập xác định thì một cái hàm bất kỳ đúng không, chúng ta gồm có 3 trường hợp. Với hàm y bằng fx ấy, một cái hàm bất kỳ chúng ta sẽ chia thành 3 trường hợp. Trường hợp một mà nó có dưới dạng là có chứa mẫu đi. Cái hàm fx này nó có đưa về dạng là ux phần vx đi. Là có nghĩa là nó có mẫu. Thì khi cái hàm mà có chứa mẫu ấy thì tập xác định chính là điều kiện mẫu phải khác không. Có nghĩa là vx phải khác không. Nhá, vx phải khác không. Các em cũng cùng ghi vào vở để chúng ta tổng kết lại kiến thức nhá. Các em cùng ghi vào vở để các em tổng kết nhá. Đấy là trường hợp 1. Trường hợp 2 là cái biểu thức nó có chứa chứa căn đúng không, ví dụ là cái hàm fx này nó là cái hàm có chứa căn, ví dụ là căn của cái hàm ux nào đó, thì khi có chứa căn thì tập xác định là điều kiện trong căn phải lớn hơn bằng không, ux lớn hơn hoặc bằng không nhá. Và trường hợp thứ ba là chúng ta có chứa căn ở mẫu, trường hợp thứ ba là các em có căn ở mẫu, ví dụ anh có hàm ux phần căn của vx chẳng hạn, thì khi có mẫu này và đồng thời có căn ở dưới mẫu này, nhớ là căn của cả biểu thức ở mẫu nhá, thì tập xác định là vx lớn hẳn không, vx lớn hẳn không. Đấy thì các em nhớ cho anh ba ba trường hợp là như vậy. Thì trong trường hợp này các em mở ngoặc cho anh này, trường hợp này cũng rất là quan trọng, căn bậc chẵn thì số chẵn người ta ký hiệu là 2n của cái hàm ux nhá.
thì mới có điều kiện là ux lớn bằng 0. Còn đâu căn bậc lẻ nữa, ví dụ là 2x cộng 1 thì đây là một số lẻ đúng không? Ví dụ là căn bậc 3, căn bậc 5 chẳng hạn thì là một số lẻ, thì không có điều kiện gì của x cả. Nhá, chỉ cần ux xác định thôi chứ không cần điều kiện gì của x, ux cả. Đấy thì kem nhớ cho anh cả xác định là như vậy. Tí nữa chúng ta làm bài tập chúng ta sẽ hiểu. Anh sẽ nhắc lại nhanh kiến thức thôi. Rồi, sang phần 3, phần 3 nhé. Phần 3 là chúng ta sẽ học về tính chẵn lẻ của hàm số. Các em ghi lại nhé. Tính chẵn lẻ của hàm số. Hàm số. Thì các bước để các em tìm tính chẵn lẻ một cái hàm số bất kỳ là cái hàm y bằng fx ấy, y bằng fx. Thì bước 1 là chúng ta đi tìm tập xác định. Tập xác định D bằng một cái gì đó. Thì các em phải kiểm tra cái tập xác định này có đối xứng hay không. Đúng không? Các em phải kiểm tra xem là cái tập xác định này có đối xứng hay không. Kiểm tra xem tập xác định D này nó có phải là tập xác định đối xứng hay không nhá. Đấy. Thì tập xác định đối xứng là như thế nào thì anh đã dạy rồi. Các em xem lại trong vở. Thì bước 1 là chúng ta kiểm tra xem nó có phải tập xác định đối xứng không. Đối xứng thì chúng ta mới làm bước 2. Đúng không? Không đối xứng các em kết luận luôn là hàm này không phải hàm chẵn mà cũng không phải hàm lẻ. Đấy. Bước 2 là chúng ta sẽ xét, chúng ta sẽ đi tính. Xét hay là chúng ta đi tính f của chữ x. Đúng không? Xem nếu mà trong trường hợp f của chữ x mà bằng fx ấy, thì đây chắc chắn là kem kết luận là hàm số chẵn, nhá. Còn đâu trong trường hợp nếu mà kem xét kem tìm được là f f của chữ x, f chỗ này nó bị, em đợi anh tí nhé, đây nó bị sang trang mới. Còn đâu trong trường hợp mà kem tính ấy, là f của chữ x mà nó bằng trừ của fx cơ. Thì trừ thì chắc chắn nó sẽ làm hàm số gì? Hàm số lẻ nhá, hàm số lẻ. Đấy. Thì trong trường hợp mà kem tính mà kem lại ra là f của chữ x nó khác cộng trừ fx. Có nghĩa là nó không thuộc vào một trong hai trường hợp trên. Thì kem kết luận cho anh là hàm số không chẵn cũng không lẻ đúng không? Không chẵn không lẻ. Đấy là bước 1, đấy là bước 2 nhá. Đấy, bước 1 là kem tìm tập xác định. Bước 2 là kem tính f trừ x. Nếu mà nó bằng fx thì làm chẵn. Bằng trừ fx thì làm lẻ. Không bằng thì không bằng cộng hay trừ thì chính là hàm không chẵn không lẻ thôi. Đấy là cái phần số 3 là tính chẵn lẻ của hàm số. Chúng ta ghi tiếp phần số 4. Phần số 4 là cái phần cũng rất là quan trọng mà rất là hay hỏi trong đề thi. Liên quan đến phần gì các em còn nhớ không? Xét tính gì? Đơn điệu nhá. Đơn điệu là tính đồng biến nghịch biến ấy. Hay là đồng biến nghịch biến, hay người ta còn có cái tên gọi là tăng hay giảm đúng không? Đồng biến xét khoảng tăng khoảng giảm của hàm số ấy. Đồng biến nghịch biến. Hay người ta còn có thể gọi là xét tính tăng giảm của hàm số. Nhá. Hàm số. Các em còn nhớ các bước để chúng ta làm cái bài toán xét tính đơn điệu của hàm số này không? Em ghi nhá, bước 1. Bước 1 là chúng ta sẽ đi tìm tập xác định trước, đúng không? Bước 1 là đi tìm tập xác định. Ví dụ là tập xác định đấy là D bằng cái gì đó thì các em tự tìm. Thì tập xác định xong rồi, bước 2 là chúng ta sẽ đi tính tính cái tỷ số T ấy. Chúng ta sẽ đi tính cái tỷ số T. Thì cái tỷ số T ấy nó sẽ bằng F tại x2 đúng không? Trừ đi F tại x1 nhá. Chia cho x2 trừ x1. Đấy, các em xét T xong rồi. Thì bước 3 là các em kết luận. Tính cái T này xong rồi thì bước 3 là kem kết luận.
Thì trường hợp 1 là khi t lớn hơn 0 thì các em kết luận là hàm số đồng biến trên những khoảng đấy, đúng không? Đồng biến trên những khoảng đấy. Còn đâu khi trường hợp t mà nhỏ hơn 0 thì các em kết luận là hàm số nghịch biến. Hàm số nghịch biến. Còn đâu trong trường hợp mà t bằng 0 nhá, t bằng 0 thì người ta gọi là cái hàm số là hàm số không đổi, hàm số không đổi. Hàm số không đổi có nghĩa là hàm không đồng không nghịch. Đó, không đồng biến mà cũng không nghịch biến, hay người ta gọi là hàm hằng, hàm hằng. Hàm hằng số ấy, hàm hằng nhá, hàm hằng. Đấy, đấy là các bước để chúng ta xét tính đơn điệu của hàm số. Thì trong cái phần tính đơn điệu này chúng ta gồm những công thức tính nhanh như sau này. Những công thức tính nhanh này chúng ta áp dụng được này. Tính nhanh số 1 là với cái hàm bậc nhất chưa bậc à với cái hàm mà với hàm gì các em nhỉ? Với hàm mà bậc nhất x cộng b. Đúng không? Thì các em nhớ cho anh nó gồm 3 trường hợp. Nhá. Khi a bằng 0 thì hàm là hàm hằng. Hàm hằng thì nó không đồng biến, không nghịch biến. Hàm này là hàm không đồng, không tăng, không giảm ấy. Hàm hằng là cái hàm không tăng, không giảm nhá. Đấy, trường hợp 2 là khi a lớn hơn 0. Khi a lớn hơn 0 thì cái hàm này là cái hàm đồng biến. Đồng biến trên tập xác định. Được chưa? Thường sẽ là đồng biến trên R. Và trường hợp 3 là khi a mà nhỏ hơn 0 thì hàm này là hàm nghịch biến. Nhá, nghịch biến trên tập xác định. Đấy, đấy là cái phần công thức tính nhanh của cái hàm mà số 1 là cái hàm bậc nhất. Công thức tính nhanh số 2 nhá là của cái hàm AX bình cộng BX cộng C. Nhớ anh hướng dẫn chúng ta cách tính công thức tính nhanh này. Thì trường hợp 1 là khi A bằng 0 thì nó suy biến về hàm bậc nhất. Thì bậc nhất chúng ta vừa xét ở trên rồi, các em tự tự làm. Cái này chúng ta vừa xét ở trên rồi nhá. Trong trường hợp A mà khác không, chúng ta lại chia thành các trường hợp. Để khi A lớn hơn 0. Khi A lớn hơn 0 thì đồ thị nó sẽ là một cái parabol như này. Chữ V. Đúng không? Đấy thì nó sẽ đồng biến trên khoảng gì và nghịch biến trên khoảng gì? Thì các em nhớ nhanh này. Nó sẽ cái nó phụ thuộc vào cái đỉnh ấy. Thì cái đỉnh đấy nó sẽ là trừ B phần 2A và trừ delta phần 4A. Đúng không? Thì các em chỉ cần nhớ cho anh x đỉnh thôi, chúng ta không cần phải nhớ y đỉnh đâu nhá. Thì nhìn vào đây biết ngay nó sẽ đồng biến trên khoảng là từ x đỉnh cho đến dương vô cùng là đồng biến. Anh nói thế này có nhanh không em? Em có ghi kịp không? Kịp anh dịch lên trên được không ạ? Ok. Chúng ta ghi nhanh nhá, chúng ta ghi chép nhanh nhé, tại vì chúng ta ôn tập thôi. Đấy, em ghi nhanh vào đi. Rồi nhá, chúng ta ghi đến xong chưa? Rồi cam đi tiếp. Thì nhìn vào đây cam biết ngay à. Đi từ âm vô cùng cho đến trừ B phần 2A thì hàm sẽ là hàm nghịch biến. Hàm sẽ là hàm nghịch biến. Biến. Được chưa? Và trong trường hợp A nhỏ hơn 0. A nhỏ hơn 0 nhé. Trong trường hợp A nhỏ hơn 0 thì đồ thị nó sẽ là chữ mũ. Nó giống như chữ mũ chúng ta học tin rồi đúng không? Kem chưa học nhỉ? Lớp 9 em được học tin chưa? Thôi các em cứ hiểu nó chính là chữ V ngược. Đấy đi, nó vẫn phụ thuộc vào đỉnh thôi. X đỉnh vẫn là trừ B phần 2A nhé. Và Y đỉnh sẽ là trừ trừ delta phần 4A. Nhưng mà thường chúng ta tìm X đỉnh xong các em tự thay vào các em tìm Y đỉnh nó sẽ nhanh. Đấy. Thì đến đây các em lại kết luận ngược lại thôi. Hàm sẽ đồng biến trên cái khoảng là từ âm vô cùng cho đến trừ B phần 2A. Âm vô cùng đến trừ B phần 2A là đồng biến.
đồng biến anh viết tắt nhé. Và đi từ âm B phần 2A đến dương vô cùng thì sẽ là nghịch biến. Đây, chúng ta nhìn đồ thị là sẽ biết ngay. Đây, chúng ta lấy một ví dụ nhé, cho nó đơn giản, cho dễ hiểu. Lấy một ví dụ, anh có hai cái hàm số y bằng x bình trừ 4x cộng 3, và cái hàm bên này y bằng trừ x bình cộng 2x trừ 3. Đấy, cái đó ạ, xét tính đồng biến nghịch biến của cái hàm này và cũng xét tính đồng biến nghịch biến của cái hàm này thì đơn giản thôi. Bước 1, anh xét tính cái nghiệm nghiệm đỉnh ấy, là nghiệm trừ b phần 2a trước, xem trừ b phần 2a nó bằng bao nhiêu. Thì b ở chúng ta là trừ 4, thì trừ của trừ 4 là bằng 4, đúng không? Trừ của trừ 4 bằng 4, tại vì b ở chúng ta bằng trừ 4 mà, và chia cho 2a, a bằng 1 thì nó bằng 2. Từ đây cái biết ngay à, hệ số a dương thì đồ thị nó sẽ là hình chữ V, đúng chưa? Với điểm đỉnh ấy thì chúng ta tìm được x đỉnh bằng 2, y đỉnh thì kem thay x vào bằng 2 vào đây thì kem tìm được. Nhưng mà chúng ta không cần thiết phải tìm y đỉnh làm gì, chúng ta chỉ cần x đỉnh thôi là kem đã kết luận được đồng biến nghịch biến rồi. Từ đây kem kết luận là à, như vậy thì đi từ âm vô cùng cho đến 2, đúng không, đến x của điểm y này, thì là hàm nghịch biến. Và đi từ 2 đến dương vô cùng là hàm đồng biến nhé. Đấy là cách chúng ta tính nhanh. Được chưa? Tương tự bên này chúng ta cũng làm như vậy. Đấy, bước 1 là chúng ta cũng đi tính trừ b phần 2a, đúng không? Thì trừ b phần 2a nó sẽ bằng trừ 2 phần 2 nhân với trừ 1, đúng không? Tại vì b bằng 2, còn đâu a bằng trừ 1, em tính được bằng 1. Từ đây thì em biết là vì nó A âm thì nó sẽ là cái chữ mũ, đồ thị nó dạng là chữ mũ, đúng không? Đấy, thì đây vẫn là x đỉnh thôi, đây điểm y, thì với điểm y có x đỉnh bằng 1 thì nó vừa tính y chứ không phải tính cái nọ. Nó đi từ âm vô cùng cho đến giá trị x đỉnh là 1, hàm là hàm đồng biến, và đi từ 1 đến dương vô cùng, hàm là hàm nghịch biến nhá. Đấy, thì đây là cách chúng ta tính nhanh thôi, nhưng mà nếu mà có bài tập tự luận thì chúng ta phải trình bày như thế này này. Chúng ta phải tính T, sau đó kem xét T, T dương thế nào, T âm thế nào ấy. Còn đâu tính nhanh thì chúng ta áp dụng công thức như thế này. Rồi, đấy là xong công thức tính nhanh số 2 nhá. Là với cái hàm AX bình cộng BX cộng C. Sang công thức tính nhanh số 3 nhá. Ai mà kem chép kịp chưa? Nhé. Sang phần 3 là chúng ta có công thức tính nhanh của hàm bậc nhất chia bậc nhất AX cộng B chia CX cộng B nhé. Đấy, với cái hàm này chúng ta sẽ có công thức tính nhanh như sau này. Thì kem vẫn tính T bình thường thôi, nhưng mà anh sẽ xét cái biểu thức T như sau này. Nếu anh xét biểu thức T, nó kem nhớ công thức là nhân chéo xuống trừ nhân chéo lên, quy tắc alpha ngược ấy, thì anh xét biểu thức là A nhân B trừ B nhân C nhá. Thì nếu cái biểu thức T này, đây là phần tính nhanh thôi nhá, nếu biểu thức T này dương thì hàm sẽ đồng biến trên các khoảng xác định, khoảng xác định là gì thì chúng ta hiểu là kem tìm tập xác định ấy, thì kem sẽ đồng biến trên những khoảng đấy. Rồi, trong trường hợp T nó bằng A nhân D trừ BC là một số âm thì kem kết luận là nghịch biến trên các khoảng xác định. Thế thôi. Nghịch biến trên các khoảng xác định. Kem cứ ghi đi các khoảng xác định nhé. Các khoảng xác định kem bổ sung cho anh nhỉ. À, các khoảng xác định, đây là xác định. Ok, ví dụ anh có cái hàm y bằng
2x trừ 1 chia cho x cộng 3 nhé, ví dụ như vậy. Thì bước 1 là chúng ta đi tìm tập xác định trước. Tập xác định có nghĩa là x cộng 3 phải khác 0. X cộng 3 khác 0 là x khác trừ 3. X khác trừ 3 thì tập xác định ấy, chúng ta ghi là nó theo từ khoảng 1 nhé. Nó sẽ đi từ âm vô cùng đến trừ 3 và hợp nhé, với từ trừ 3 đến dương vô cùng. Chúng ta ghi thế này cũng được, hoặc là các em ghi là nó bằng R và các em loại bỏ đi nghiệm trừ 3 cũng được nhé. Các em ghi hai cách này đều được. Đấy thì đây là tập xác định. Bước tiếp theo là các em tính. Bình thường ra các em xét tính đồng biến thì chúng ta phải tính T. Nó bằng F tại trừ 2 đúng không? Trừ F tại trừ 1 chia cho trừ 2 trừ trừ 1, chúng ta tính một hồi xong đúng không? Sau đó các em xem T nó âm hay dương thì các em kết luận đúng không? Nhưng mà bây giờ các em tính nhanh thì chúng ta không cần phải tính này nữa. Các em tính cho anh trực tiếp biểu thức T nhé. Nó sẽ theo cái công thức khác, nó không theo cái này. Nhưng mà nếu mà tự luận thì chúng ta sẽ trình bày như thế này. Còn nếu trắc nghiệm thì chúng ta tính cho anh T nhé. Biểu thức T nó theo công thức ở trên ấy. Đây. Các em cứ nhớ nào. Nhân chéo xuống trừ nhân chéo lên là 2 nhân 3 và trừ đi 1 nhân trừ 1 nhé. Đấy thì các em sẽ có nó bằng 2 nhân 3 A nhân D ấy, trừ đi B nhân C ấy. Quy tắc alpha ngược, quy tắc alpha ngược như này. Và các em trừ đi 1 nhân trừ 1. À, nó bằng 4. À đâu? 6 bằng 7. Dương. Đúng không? Thì khi T dương thì các em kết luận ngay là A hàm số đồng biến trên từ khoảng xác định. Nhá. Hàm số đồng biến. Đồng biến trên từng khoảng xác định thì chính là các em tìm tập xác định này. Đấy, các em kết luận là trên các khoảng là âm vô cùng đến trừ 3 và cái số này là dấu và nhớ, rất là quan trọng nhớ, không phải là hợp đâu nhớ. Các em thế cho anh cái từ cái dấu hợp này bỏ dấu và nhớ, và đi từ âm vô cùng à âm 3 cho đến dương vô cùng. Đấy thì đấy là cách kết luận xét tính đồng biến nghịch biến của cái hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Đây là công thức nhanh nhé, chúng ta không không phụ thuộc vào cái biểu thức này nữa. Tự luận thì chúng ta sẽ làm theo cái cách trên, còn nếu trắc nghiệm thì anh khuyến khích là các em làm theo công thức dưới cho nó nhanh, các em làm nào cũng được. Lấy một ví dụ tiếp theo nhé, xem các em tự ví dụ này anh cho các em tự làm nhé. Đi này y bằng x trừ 3 chia cho hai trừ đi 3x. Đấy các em xét tính đồng biến nghịch biến của cái hàm này cho anh. X trừ 3 chia cho 2 trừ 3x. Anh hướng dẫn bước đầu tiên nhé. Với cái hàm này ấy, các em cực kỳ quan trọng này. Khi các em tính T cho nó dễ thì các em phải đưa về dạng là x trừ 3 trừ 3x cộng 2 nhé. Đấy, chúng ta đưa về dạng là 2x cộng B chia CX cộng D. Sau đó các em tính T luôn nhé. Tập xác định trước. Tập xác định xem như thế nào. Sau đó các em tính T. T là các em sử dụng công thức quyền trừ sắc. Xem T âm hay dương. Sau đó các em kết luận thôi. Đây các em tính đi. Em tính ra chưa?
Bây giờ tính ra rồi nhỉ? Nghịch biến đúng không? Đấy đi, chúng ta tính như sau này. Bước 1 tập xác định nhá. Là các em có mẫu là trừ 3x cộng 2 phải khác không? Thì trừ 3x cộng 2 khác không thì x sẽ khác là bao nhiêu? 2 phần 3 đúng không? 2 phần 3. Thì x khác 2 phần 3 các em ghi là D sẽ bằng đi từ âm vô cùng đến giá trị là 2 phần 3. Và hay hợp đều được nhé. Hợp với 2 phần 3 đến âm vô cùng. Có nghĩa là cái số 2 phần 3 là cái số mà chúng ta không lấy. Các em hiểu là như vậy. Thế thì người ta ghi tập xác định như thế này, nó cho nó tường minh. Không thì các em ghi là nó bằng cả trục số và các em loại bỏ đi 2 phần 3 cũng được. Anh ghi thế này để khi anh kết luận ấy, nó đồng nhất. Các em ghi thế này cũng được. Nhưng mà các em ghi thế này thì các em kết luận phải kết luận như thế này. Đấy đi, bây giờ anh tính T. T thì các em nhớ công thức quyền trừ sắc. Nhân chéo xuống này, trừ nhân chéo lên. Đấy thì các em tính được bao nhiêu? Nó bằng không ghi thì là 1. Đúng, 1 nhân x thì là 1 nhân 2. 1 nhân 2. Các em trừ đi. Không, cho này là trừ 3 nhá, nhớ ấy. Cho này các em cứ ghi thế này rồi các em tính không bị nhầm. Trừ 3 và các em nhân với trừ 3. Đúng không? Đấy, nhớ đừng có bị nhầm. Trừ 3 này, nhân với trừ 3 này, đây là dấu trừ này. Đấy, các em tính được nó bằng 2 và trừ đi 9. 2 trừ đi 9 nó còn trừ 7. Trừ 7 là một số âm. Đúng không? Trừ 7 là một số âm. Các em là vậy hàm số sẽ nghịch biến, tại vì nó là một số âm mà, đúng không? Nghịch biến trên thì nó biến trên cái tập xác định chúng ta vừa tính ấy, đi từ âm vô cùng đến 2 phần 3. Cái chỗ này các em thấy từ hợp ở từ và cho anh nhé, và từ 2 phần 3 đến dương vô cùng xong. Thì đấy là ví dụ 2, và nó cũng là cách tính nhanh cho cái phần này hết nhá. Phần tính nhanh là có ba cái dạng như thế thôi. Phần nào chưa làm được các em chép nhanh vào nhá. Đấy, đấy là chúng ta phải nhớ được. Rồi quay, các em chép xong chưa? Xong rồi ạ. Ừ. Thì quay lại chỗ này các em bổ sung cho anh thêm này nhá. Với hàm số chẵn thì các em còn nhớ là hàm số chẵn thì nhận cái gì làm cái gì chưa? Hàm số lẻ thì cái gì là cái gì chưa? Còn nhớ cái phần này không? Hàm số chẵn nhận trục tung nhé. Nhận trục tung làm trục đối xứng. Thì trục tung là trục OI các em nhé. Các em bỏ ngoặc cho là trục OI. Nó sẽ làm trục đối xứng. Mình viết tắt trục đối xứng nhé. Đấy, các em bổ sung thêm cái này. Thật ra cái này các em đã biết rồi mà. Bổ sung thêm cho nó đầy đủ thôi. Với hàm chẵn thì sẽ nhận trục tung làm trục đối xứng em nhé. Với hàm số lẻ thì sẽ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. Nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. Các em nhớ chỗ này là trục và chỗ này là tâm nhé. TR và để phân biệt. Một cái là trục và một cái là tâm đối xứng. Thế đó. Thế thì các em bổ sung thêm cho anh cái này vào để cho nó đầy đủ thôi. Chứ thật ra cái này là các em đã biết rồi. Được chưa? Chúng ta học tiếp nhé. Bổ sung thêm vào thì chúng ta sẽ học tiếp. Rồi. Xong nhá. Coi như là các em bổ sung là xong rồi nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp sang phần mấy rồi? Phần 4 đúng không? Phần 4 là xét tính đơn điệu của hàm số. Các em ghi cho anh sang phần số 5 nhé. Số 5 nhé. Phần số 5 là chúng ta sẽ học về hàm bậc nhất. Đúng không? Hàm số bậc nhất. Nhé. Thì hàm số bậc nhất ấy, là cái hàm y bằng ax cộng b. Đấy thì cái hàm này nó cũng rất nhiều cái mà chúng ta cần phải nhớ. Thật ra nó phụ thuộc vào lớp 9, cái này lớp 9 là các em học rồi. Đấy thì cái phần đầu tiên ấy là liên quan đến phần đồng biến nghịch biến này, là cái gì thì các em tự nhắc lại nhá. Này nhắc lại nhanh này. A lớn hơn 0 là đồng biến. A nhỏ hơn 0 là nghịch biến. Chưa?
Còn đâu khi a bằng 0 thì sao mà là hằng? Phần đồ thị. Đồ thị. Đồ thị. Nó gồm có hai dạng đồ thị như sau. Anh nhắc 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 qua nhanh thôi, em không không phải ghi đâu. Đồ thị không phải vẽ đâu. Đúng không? Đấy thì trường hợp này trường hợp a dương là đồng biến, trường hợp này trường hợp a âm là nghịch biến. Đấy nhá, là hai dạng đồ thị nhá. Thì a tên gọi của nó là hệ số góc. A tên gọi của nó là hệ số góc. Chưa? Em nhớ cho anh là như vậy. Rồi anh liệt kê thôi, còn đâu chúng ta học rồi anh sẽ không không ghi lại từng chi tiết từng ý một, nhưng mà các em phải nắm được là cái dạng một trong bài toán này ấy, dạng một trong bài toán này là đi tìm tìm phương trình đường thẳng đấy, y bằng ax cộng b, có nghĩa là chúng ta đi tìm hệ số a và hệ số b, thì đấy là dạng một. Dạng hai là chúng ta làm những bài toán về yếu tố tương tương giao hay là yếu tố tương quan. Bài toán về hai đường thẳng d nhé, anh gọi là thẳng d 1 y bằng a 1 x cộng b 1 và đường thẳng d 2 y bằng a 2 x cộng b 2, đúng không? Thì nó gồm những bài toán là tìm m để hai đường thẳng này song song, hai đường thẳng này vuông góc, hai đường thẳng này trùng nhau, đúng không? Luôn luôn vân vân. Thì những cái bài toán như vậy ấy, thì nó thuộc dạng 2, bài toán lớp 9 mà. Đấy, bài toán số 3, nên bài toán số 3 là bài toán rất là quan trọng. Dạ, em ghi dạng 3. Bài toán là tạo cái đường thẳng D y bằng ấy cộng B, nó sẽ tạo với hai trục tọa độ, tạo với hai trục tọa độ, được chưa nhỉ? Một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu đó, những cái dạng mà liên quan đến các điểm này, các em có thể vẽ cái hình này vào, nó có rất nhiều dạng toán xoay quanh hai cái điểm này. Đây ví dụ anh lấy hai điểm A điểm B đây, đấy thì hai điểm giao với hai trục tọa độ ấy là OXY ấy. Thì người ta có rất nhiều bài toán xoay quanh cái hai điểm A và B này. Có thể người ta hỏi là diện tích của tam giác OAB bằng bao nhiêu, hay là người ta tạo với cái điểm M này. Đấy, một cái điểm M bất kỳ ra cho là một tam giác thì có diện tích bằng bao nhiêu. Đúng không? Thì đấy những bài toán là liên quan đến diện tích của tam giác có chứa hai điểm giao A với B này. Thì cái dạng đấy chúng ta làm bài tập thì chúng ta sẽ hiểu thôi nhá. Thì đấy là dạng 3. Rồi về hàm bậc nhất chúng ta sẽ nhớ là như vậy. Được chưa? Bây giờ Cam đi sang phần 6 là hàm bậc 2. Nhá. Liệt kê thôi, còn đâu các dạng là chúng ta hầu như là học hết rồi. Tí nữa chúng ta sẽ làm một cái đề tổng quát thì chúng ta sẽ hiểu kỹ hơn. Thì Cam ghi số 6 là về hàm bậc 2 nhé. Đấy. Thì hàm số bậc 2 thì Cam ghi là hàm gì nhỉ? Đây, chúng ta ghi cho anh hàm bậc 2 là cái hàm mà y bằng ax bình cộng b cộng c, đúng không? Và điều kiện a phải khác không nhá. Thì cái dạng này bậc 2 này chúng ta sẽ nắm được cho anh phần đồ thị trước nhá. Đồ thị thì nó gồm có hai dạng đồ thị, đúng không? Trong trường hợp là nó là một parabol có bề nõm quay lên trên. Và trường hợp thứ hai là có một parabol là parabol nhưng mà có bề nõm quay xuống dưới. Ví dụ như vậy nhá. Thì cái điểm này người ta gọi điểm đỉnh. Thì điểm đỉnh các em còn nhớ tọa độ của điểm đỉnh không? Điểm Y là điểm đỉnh. Đấy. Thì các em mở ngoặc cho anh điểm Y, tọa độ của điểm Y ấy, là điểm đỉnh ấy. Thì nó sẽ có tọa độ là trừ b phần 2a và trừ delta phần 4a. Đấy là điểm đỉnh. Được chưa? Thì điểm đỉnh này các em tính khá là dễ thôi.
Đấy thì bước 1 là các em phải nhớ là như vậy. Trong trường hợp A dương thì nó có bề nõn quay lên trên, và trường hợp A âm thì nó có bề nõn quay xuống dưới. Nhá. Và chúng ta sẽ quan tâm về cái điểm đỉnh này. Điểm đỉnh này để chúng ta phân tách là từ đồng sang nghịch hay là từ nghịch về đồng. Đúng không? Đấy là cái phần đồ thị chúng ta phải nhớ nhá. Rồi, phần 2. Phần 2. Em ghi, đây là phần 1 là phần đồ thị nhá. Trong phần 6 này là phần đồ thị. Phần tiếp theo. Thì phần tiếp theo là tất cả những dạng toán xoay quanh cái về hàm bậc 2 thôi. Dạng toán xoay quanh nó thôi. Đấy. Thì nó có cái liệt kê, anh liệt kê lại cho chúng ta. Nó cũng khá là nhiều nhưng mà anh liệt kê để chúng ta nhớ. Dạng 1 là đi tìm hàm bậc 2 đúng không? Tìm hàm số bậc 2. Dạng 2 là chúng ta sẽ liên quan đến tìm đỉnh, đúng không? Tìm đỉnh của cái hàm bậc 2, tìm đỉnh của parabol. Nói chung là nhiều lắm, chúng ta sẽ nhắc lại từ buổi hôm trước nhé. Đấy thì đấy là tất cả những kiến thức của cái chương này. Chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ học thêm một kiến thức mới. Đó, hôm nay chúng ta sẽ học thêm một kiến thức mới. Sau đó chúng ta sẽ làm bài tập. Thì các em ghi cho anh sang phần 7 nhé. Và phần 7 này là cái phần kiến thức mới. Chưa? Đấy, chúng ta ghi cho anh sang phần 7. Phần này là phần kiến thức mới nhỉ. Đây, các em ghi cho anh là cái phần 7 là chúng ta học về cái phần mới. Vẽ đồ thị hàm có chứa trị tuyệt đối. Vẽ đồ thị nhá của hàm số có chứa trị tuyệt đối. Đấy. Em ghi vào. Vẽ đồ thị của hàm số chứa trị tuyệt đối. Tất cả từ 1 đến 6 nhá. Tất cả các dạng từ 1 đến 6 là tất cả các dạng mà chúng ta đã được học rồi của các buổi trước rồi. Nên là anh chỉ tóm tắt lại cái phần ý chính và kiến thức chính thôi. Còn đâu vào từng dạng cụ thể một là chúng ta phải nhớ được và các em làm được. Phần nào mà chưa nhớ được thì các em có thể là xem lại các video nhá. Anh đã gửi trong nhóm rồi đấy. Được chưa? Rồi, các em ghi như sau này. Nhá, các em ghi như sau này. Đấy thì cái phần vẽ đồ thị của hàm có chứa trị tuyệt đối ấy, là gồm có hai cái dạng chính nhá. Các em ghi cho anh là dạng 1. Các em ghi cho anh là dạng 7.1. Có nghĩa là nó thuộc cái mục số 7. Và là cái dạng 1. Được chưa nhỉ? Là chúng ta vẽ cái hàm y bằng trị tuyệt đối của fx. Đấy. Thế các em nhớ là như vậy. Thì các em còn, nếu mà các em có vở, các em có thể chia đôi vở cho anh nhé. Đấy, chia đôi vở cho anh để chúng ta học hai dạng nó luôn, cho nó để phân biệt được nó dễ. Thì các em ghi dạng 7.2 bên này luôn nhá. 7.2 là cái dạng gì? Là cái hàm y bằng f trị tuyệt đối của x. Thì hai cái dạng này nó khác nhau nhá, nó không giống nhau đâu. Thì các em cứ ghi cho anh, rồi các em kẻ cho anh một cái bảng này, các em cách cách nó ra.
Anh sẽ giải thích cho chúng ta là hai cái hàm này là như thế nào nhé. Nhưng mà các em có cái bảng cho anh trước đã. Rồi, các em xong rồi đúng không? Thì bây giờ anh sẽ giải thích chúng ta là hai cái hàm này như thế nào này. Đây, cái này các em không cần phải ghi đâu. Ví dụ anh có cái hàm y bằng x bình trừ 4x trừ 3, anh ví dụ như vậy nhé. Thì các em hiểu cho anh là cái hàm, cái này chúng ta đặt là y bằng fx cho nó dễ nhìn. Y bằng fx cho nó dễ nhìn nhé. Fx cho nó dễ nhìn. Đấy, chúng ta nhớ này, với cái hàm như thế này thì mục tiêu là chúng ta phải tìm được là cái hàm trị tuyệt đối của fx và f trị tuyệt đối của x. Thì chúng ta nhớ là cái hàm y bằng trị tuyệt đối của fx ấy. Đấy, cái hàm mới là cái hàm y bằng trị tuyệt đối fx ấy. Thì kem thêm dấu trị tuyệt đối vào fx thôi là được. Đấy chính là trị tuyệt đối của cả cái hàm là x bình trừ 4x và kem trừ 3. Đấy. Còn đâu, cái này các em có thể ghi lại cũng được, các em có thể ghi lại cũng được. Với cái hàm y bằng f trị tuyệt đối của x, thì chỗ nào có x này, chỗ nào có biến x này, thì các em sẽ thế cho anh là trị tuyệt đối của x. Thì nó chính là trị tuyệt đối của x, tất cả bình phương, các em trừ y 4 nhân với trị tuyệt đối của x, và các em trừ y 3. Đấy, thì cái này chúng ta rút gọn đi đúng không? Trị tuyệt đối của một số bình phương cũng chính bằng cái số đấy bình phương nhá. Còn đâu cái này các em không rút gọn được, các em để nguyên là 4 nhân trị đối của x trừ 3, được chưa? Thì đây chính là hai dạng hôm nay chúng ta sẽ học, một là trị tuyệt đối của x và cái dạng số 2 là f trị tuyệt đối của x. Hai dạng này khác nhau các em nhé. Đấy, hai dạng này sẽ khác nhau. Rồi, các em ghi cho anh là cách vẽ của cái hàm này. Đấy, nó gồm các bước sau này. Nhá, các em ghi cho anh là phần cách vẽ nhé. Bước 1, các em ghi cho anh theo lời văn đã. Bước 1 là các em sẽ vẽ hàm số bên trong trước. Chúng sẽ vẽ cái hàm số bên trong trước. Là cái hàm y bằng fx trước. Chúng ta sẽ vẽ cái hàm số bên trong này trước là y bằng fx. Sau đó bước 2, để vẽ được cái hàm trị tuyệt đối của fx ấy. Đấy thì bước 2 chúng ta sẽ làm như sau này. Bước 2 là các em sẽ lấy đối xứng nhé, các em ghi. Lấy đối xứng. Đồ thị phần dưới trục hoành, đồ thị phần dưới trục hoành nhé. Trục hoành là trục OX ấy. Trục hoành là trục OX em nhé. Lên trên, lấy đối xứng phần dưới trục hoành lên trên. Lên trên nhé. Lấy đối xứng xong rồi. Các em bước 2 này, các em ghi cho có hai dấu cộng. Bước 1 là các em lấy đối xứng cái phần dưới trục hoành lên trên rồi. Sau đó rồi thì các em sẽ xóa nhé. Bước tiếp theo là các em xóa đồ thị phần dưới trục hoành đi. Xóa đồ thị dưới trục hoành đi. Trục hoành đi. Đấy. Anh sẽ vẽ chúng ta một cái hàm bất kỳ như đây. Cái này cái tạm thời anh xóa đi nhé. Đây, các em ghi xuống dưới này là một ví dụ vẽ cái hàm y bằng trị tuyệt đối của x bình trừ 4x trừ 3 như vừa nãy, được không? Ví dụ anh có cái hàm vẽ như cái hàm này. Đấy thì các em ghi cho anh các bước này. Bước 1 là các em sẽ xét và vẽ cái hàm này trước. Chúng ta sẽ xét và vẽ cái hàm bên trong này trước, x bình trừ 4x trừ 3.
Đấy, thì để vẽ cái hàm này chúng ta sẽ nhớ lại kiến thức của lớp 9 thôi. Anh sẽ vẽ chúng ta như sau nhé. Bước 1. Bước 1 là các em sẽ tìm đỉnh cho anh trước. Đúng không? Bước 1 là các em sẽ tính đỉnh cho anh trước. Trừ B phần 2A nó bằng bao nhiêu? 4 phần 2A đúng không? Bằng 2. Đấy thì các em tìm được như vậy rồi, các em suy ra điểm đỉnh. Tọa độ là 2. Các em muốn tìm Y là các em thay vào đây nhá. Các em thay vào đây cho anh nó bằng bao nhiêu nhỉ? Thay 2 vào. Rồi, phải bấm máy tính. Quên. Đấy. Thay 2 vào đây các em được là 4. 4 trừ đi 8 là trừ 4. Trừ 4 là trừ đi 3 là trừ 7. Trừ 7. Đây chính là điểm đỉnh. Đây là điểm đỉnh. Đấy thì sau đó rồi thì các em sẽ tìm ra điểm với trục hoành với điểm trục tung. Đấy. Đấy chúng ta vẽ nhanh nhá. Cái này anh sẽ vẽ nhanh thôi. Đây, các em vẽ vào như sau này. Đấy thì ban đầu anh biết cái điểm đỉnh là điểm 2 và trừ 7. 2 đây trừ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, ví dụ như đây nhá. Cho nó nhỏ thôi. Đây. Cái này trừ 7 đi. 2 đi. Đi điểm đỉnh kia. Đi điểm đỉnh. Và hệ số A dương đúng chưa? Hệ số A dương nên là nó có bề lõm quay lên trên hay quay xuống dưới nhỉ? Có bề lõm quay lên trên. Và đi qua điểm 0, trừ 3. Đấy, 0, trừ 3 là cái điểm này này. Ví dụ đây nhá. Thật ra nó phải trừ 3 như thế này đúng đúng chưa? Đấy các em vẽ cho anh cái parabol này vào. Hai phần này đối xứng nhau mà. 0 trừ 3 thì từ đây thế nào? 5 nên sẽ là 5 đúng không? Các em vẽ nó vào. Đấy, không chuẩn lắm nhưng mà đấy các em mình dùng như vậy đấy. Thì bước 1 là các em vẽ xong cái hàm bên trong cái trị tuyệt đối này rồi. Đúng chưa? Bước 1 là các em vẽ xong cái hàm trị đối này rồi. Anh hướng dẫn chúng ta cách để các em vẽ nhé. Bước 1 là các em tìm đỉnh trước. Bước 1 là các em tìm cái điểm đỉnh như trước. Điểm đỉnh nó sẽ là 2 trừ 4. Bước 2 là các em tìm các nghiệm giao điểm với trục hoành với trục tung này. Giao điểm với trục hoành này. Đấy thì giao điểm với trục hoành nhìn đơn giản thôi. Các em cho x bằng 0. Nhá. Thì các em sẽ tìm được y bằng trừ 3. Đấy. À nhầm. Hai điểm này chúng ta phải tự giải nhá. 0 trừ 3 nó nằm đây cơ. Cái điểm này anh giải sai rồi. Các em phải cho cái phương trình bằng 0 các em tìm nghiệm. Đây, các em cho phương trình bằng 0 để các em tìm nghiệm giao điểm với trục hoành ấy mà. Giao điểm với trục hoành là x bằng x là một giá trị bất kỳ nhưng y phải bằng 0, đúng chưa? 1 bằng trừ 4 bằng trừ 3 bằng đúng không? Đấy, các em sẽ tìm được một nghiệm là 4,6 và một nghiệm là trừ 0,6 nhé. Anh vẽ đồ thị này nó không đúng. Đây, chỗ này phải là trừ 0,6 này. Đúng không? Trừ 0,6. Và chỗ này là 4,6. Đấy, ví dụ như vậy thôi. Thì bước 1 là các em vẽ xong rồi đúng không? Bước 1 là các em sẽ vẽ đồ thị của hàm bên trong xong rồi. Bước 2 là các em lấy đối xứng phần đồ thị dưới trục hoành lên trên và xóa đồ thị phần dưới trục hoành đi. Thì đây. Nhá. Lấy đối xứng thì các em lấy cho anh đối xứng đỉnh trước nhá. Điểm đỉnh này. 2 đối xứng trừ 7 đối xứng lên sẽ là 7. Được chưa? Lấy đi. Các em lấy đối xứng cái điểm đỉnh lên trên thì anh gọi đây điểm Y phải. Sau đó các em sẽ như thế nào nhỉ? Sau đó các em sẽ lấy đối xứng mà. Thì các em lấy đối xứng lên trên như này đó, hất lên trên. Được chưa? Đấy. Bước tiếp theo là các em sẽ xóa cái phần đồ thị này đi. Xóa phần đồ thị dưới trục hoành đi. Là xong. Đấy thì cái đồ thị này, cái đồ thị chúng ta mới vẽ vào này. Đấy là cái đường nét liền này. Đấy. Thì cái đồ thị này là cái đồ thị của cái hàm Y bằng trị đối của Fx cần tìm. Đấy, Y bằng trị đối của Fx cần tìm. Được chưa? Thấy không? Thì các em chỉ cần nhớ cho anh cách vẽ nhá. Cách vẽ nó khá là dễ. Đây anh nhắc lại nhanh này. Bước 1 là các em vẽ parabol đi, đúng không? Vẽ parabol xong rồi. Bước 2 là các em lấy đối xứng đỉnh lên trên. Sau đó các em lấy đối xứng phần dưới trục hoành lên trên là hất đường như thế này. Bước 3 là các em gạch cái phần đồ thị dưới trục hoành đi.
Đấy, thì đồ thị, cái đường nét liền này là cái đường đồ thị của hàm y bằng chữ đối của fx cần tìm. Nhá. Đấy, các em nhớ cho này như vậy. Còn đâu để vẽ được chính xác cái hàm parabol ấy thì tí nữa chúng ta thực hành chúng ta sẽ hiểu nhá. Đây hướng dẫn chúng ta phác họa thôi. Thì chúng ta nhớ cho anh là hai bước. Bước 1 là các em vẽ cái hàm bên trong ở trước. Bước 2 là các em lấy đối xứng phần dưới trục hoành bên trên. Bước 3 là các em xóa cái phần đồ thị dưới trục hoành đi. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ sang cái phần bên này, sang phần bên này. Được chưa nhỉ? Đấy thì nếu mà kem xong rồi kem sẽ sang phần bên này nhá. Cách vẽ như sau này. Thì kem nhớ này, cái hàm này ấy, bước 1 là chúng ta sẽ vẽ cái hàm số, nếu bước 1 giống hệt bước 1 bên này là chúng ta cũng vẽ cái hàm số y bằng fx. Được chưa nhỉ? Bước 1 xong rồi thì đến bước 2. Bước 2 là các em sẽ lấy đối xứng. Lấy đối xứng. À, các em từ từ, các em đừng ghi bộ nhé. Bước 2 là chúng ta sẽ xóa trước. Chúng ta sẽ xóa trước và chúng ta lấy đối xứng sau. Các em sẽ xóa đồ thị. Xóa đồ thị. Bên. Bên trái của trục tung, bên trái của trục tung. Thì trục tung chính là trục OI, OI các em nhé. Đấy. Bước 1 là chúng ta vẽ đồ thị cái hàm ban đầu là y bằng fx. Bước 2 là các em sẽ xóa cái đồ thị bên trái đi, bên trái của trục tung đi. Sau đó rồi thì chúng ta xóa xong chúng ta mới lấy đối xứng. Lấy đối xứng. Phần còn lại. Phần còn lại qua bên trái của OI nhá. Thấy không? Đấy thì ví dụ nhá, ví dụ anh hướng dẫn chúng ta vẽ cái hàm như sau này: y bằng x bình trừ đi 2x trừ 3. Cái này hai trị đối với x em nhá. Đấy, trừ 3. Đấy thì cái hàm này chúng ta phải hiểu này. À, cái hàm này ấy, nó chính là cái hàm y bằng trị đối của x tất cả bình phương trừ 2 nhân trị đối của x trừ 3. Đúng không? Thì cái hàm chúng ta cần vẽ cái hàm ban đầu ấy, bước 1 ấy, là các em sẽ vẽ cái hàm y bằng x bình trừ 2x trừ 3. Nhá. Bước 1 là chúng ta sẽ vẽ cái hàm này trước. Tại vì cái hàm này này, cái hàm cần vẽ đúng không các em? Cái hàm mà chúng ta cần đi tìm ấy, nó chính là cái hàm này các em lấy trị đối, đúng không? F trị đối của x. Đấy. Thì bằng trị đối của x tất cả bình phương trừ 2 trị đối của x trừ 3. Thì đây chính là cái hàm chúng ta cần vẽ, đúng không? Cần đi tìm đồ thị của nó. Đấy thì bước 1 là chúng ta sẽ vẽ cái hàm đồ thị ban đầu ở trước. Đây, vẽ cái hàm này trước. Vẽ xong rồi chúng ta mới nhớ lại các bước ở trên. Để chúng ta sẽ làm. Bây giờ anh sẽ làm chi tiết cho các em từng bước một nhé. Vẽ thì các em vẽ như sau này. Ta có. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái hàm kia trước. Tập xác định. D bằng R. Bước 2 là chúng ta sẽ đi tìm. Chúng ta sẽ đi tìm. Tìm đỉnh. Đúng không? Tìm đỉnh. Đỉnh thì chính là trừ B phần 2A ấy. Đấy anh tính nhanh nhé. Các em tính cho anh trừ B phần 2A ra nhát xem bao nhiêu. Thì trừ B phần 2A các em tính được nó bằng 1. Đúng không? Bằng 1. Thì các em thay 1 vào đây để các em tìm được Y đỉnh.
Em thay 1 vào đây nó sẽ là 1 trừ 2 là trừ 1, trừ 1, trừ 3 là trừ 4. Xong, điểm đỉnh xong rồi. Thì để các em lấy được các điểm đặc biệt này, nhá, các em lấy cho anh các điểm đặc biệt là giao điểm với trục, trục hoành. Thì chúng ta xét, phương trình x bình trừ 2x trừ 3 bằng 0 để các em tìm các điểm giao với trục hoành ấy. Để các em vẽ cho nó đẹp thôi. Đấy thì các em xét phương trình này, các em bấm máy tính. Một bằng này, trừ 2 bằng này, trừ 3 bằng này. À, các em tìm được một nghiệm là 3 và một nghiệm là trừ 1, đúng không? 3 và trừ 1. À, như vậy anh gọi hai cái điểm giao là cái điểm A ấy, là nghiệm trừ 3 và cái điểm B ấy, là nghiệm 3 và trừ 1 à? 3 và trừ 1 nhé. 3 và trừ 1. Thì chỗ này phải là dương 3. Chỗ này là trừ 1. Được chưa? Các em thay 3 vào đây, các em nó sẽ là 0, là nghiệm mà. Nghiệm thì sẽ là 0. Đấy. Thì bây giờ các em vẽ thôi. Bước tiếp theo là các em vẽ thôi. Vẽ. Thì ban đầu chúng ta vẽ này nhá, ban đầu các em vẽ. Thì chúng ta phải hiểu là cái điểm đỉnh ấy nó sẽ là 1 trừ 4, 1 trừ 4. Đúng không? 1 trừ 4. Đây. 1 trừ 4 nó nằm ở dưới này. Đây. 1 đây đúng không? Trừ 4. Đây. Thì đây điểm đỉnh các em nhỉ? Điểm đỉnh là điểm 1 trừ 4. Nhá. Điểm đỉnh là 1 trừ 4. Đây là 1, đây là trừ 4. Sau đó các em sẽ thêm cho anh hai cái điểm mà chúng ta tìm nghiệm ra với trục hoành ấy. Đúng không? Hai cái điểm mà chúng ta tìm nghiệm ra với trục hoành ấy. Thì chính là nghiệm 30. Đây, 30 đây. Và nghiệm là trừ 1 không? À, trừ 1 không đây. Giờ chúng ta vẽ thôi. Đấy thì các em lấy bút. Các em vẽ. À. Thì nó sẽ là parabol đúng không? Nó sẽ đi xuống điểm 1 này. Nó đi xuống đây. Nó đi vào đây. Đúng không? Đấy, nó đi vào đây. Sau đó bên này các em cũng hất xuống như vậy. Đấy, nó hất xuống như thế. Anh vẽ không chuẩn lắm đâu. Nó không được đẹp lắm. Cho anh dùng như vậy. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì bước 1 xong nhá. Bước 1 là các em vẽ cái hàm ban đầu xong. Xong rồi, xong xuôi rồi. Được chưa? Xong xuôi rồi. Đấy, bước 2. Bước 2 cái này nhắc lại nè. À, bước 2 là các em sẽ xóa cái đồ thị bên trái của trục tung đi. Đấy thì bước 2 là các em sẽ lấy trước hay là lấy gì, các em xóa cái phần đồ thị bên, các em lấy tẩy. Các em xóa cái phần đồ thị bên bên trái của trục tung này đi. Đây, các em xóa cái phần đồ thị này đi này. Các em hiểu không? Anh gạch đi thì các em xóa đi nhá. Và bước tiếp theo là các em lại lấy đối xứng cái phần bên, phần còn lại là cái phần bên bên phải này, qua bên trái. Là xong, là đồ thị chúng ta vẽ là xong. Thì lấy đối xứng thì các em hiểu là đây là trừ 4. Đây. Anh xóa luôn nhé, em xóa cho anh đi. Chưa, em xóa đi cho anh nhé. Xóa đồ thị bên tay gì? Bên tay trái của chúng ta đi thôi nhé. Em đừng xóa cả. Đấy, vẫn để lại phần đồ thị bên tay phải. Bước tiếp theo là em lấy đối xứng. Thì anh hướng dẫn chúng ta lấy đối xứng như sau cho nó dễ này. Thì bước 1 em phải lấy đối xứng từ đỉnh trước. Đỉnh bên này là 1 trừ 4 thì em lấy đối xứng bên này thế nào? Trừ 1, trừ 4, đúng chưa? Đấy thì em hất đối xứng sang. Đây, hất nó sang. Đấy. Và 3 đối xứng bên này sẽ là trừ 3. Trừ 3. Đấy, và các em sẽ vẽ cho một cái đường này xuống là xong. Đấy. Chưa? Thì đây chính là đồ thị Y bằng F trị đối của X cần tìm. Là chúng ta vẽ đã vẽ xong. Nhớ. Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái phần, cũng là phần cuối, để chúng ta vẽ được đồ thị của cái hàm trị tuyệt đối của X và F trị đối của X. Thế thôi. Chúng ta gồm có hai bước quan trọng như vậy. Bây giờ các em sẽ làm bài tập nhé. Để áp dụng xem các em có vẽ được không. Anh nhắc lại nhé. Nhắc lại nhanh để chúng ta hiểu này. Bước 1 là các em cứ vẽ parabol trước. Đúng, các em cứ vẽ parabol trước.
Thì nếu mà chúng ta vẽ cái hàm y bằng trị đối của fx ấy, thì các em sẽ lấy đối xứng phần dưới trục hoành lên trên. Thì điểm đỉnh ở đây, ví dụ điểm đỉnh ở đây, các em lấy đối xứng lên trên, các em được cái điểm đỉnh mới ở đây. Sau đó các em lấy đối xứng hất lên trên như thế này. Lấy xong rồi các em xóa cái phần đồ thị phần dưới trục hoành này đi. Đấy, là xong. Bước 1 là lấy đối xứng trước. Bước 2 mới xóa các em nhé. Đấy thì là các em xong được đồ thị của hàm trị đối của fx. Anh xóa đi này. Chưa các em? Đấy, chúng ta xong được đồ thị của hàm trị đối của fx. Nhá. Còn đâu, nếu mà chúng ta vẽ cái hàm f trị đối của x ấy, có cái parabol như thế này. Chưa? Thì vẽ hàm trị đối của x. Bước 1 là các em sẽ xóa phần đồ thị trước. Nhớ, bước 1 là xóa trước. Đấy, các em xóa phần đồ thị bên tay gì? Bên tay trái của trục tung đi. Trục tung là trục OI các em nhé. Đấy, thì các em còn đồ thị bên tay phải thôi. Đúng không? Thì bước tiếp theo là các em lấy đối xứng phần đồ thị còn lại sang bên tay trái của chúng ta thôi. Đấy, thì các em lấy đối xứng điểm đỉnh trước. Đấy, đối xứng nha. Sau đó thì các em lấy đối xứng cái điểm giao này với điểm giao bên này đối xứng qua trục tung. Từ đây ví dụ từ đây là 5 thì bên này đến 5. Rồi các em nối nó vào. Là xong. Thì cái hàm này ấy, là cái hàm y bằng f trị đối của x nhá các em nhé. Đấy đi. Thế thôi. Đấy là cách để chúng ta vẽ được hàm trị đối tuyệt đối. Bây giờ các em sẽ cho chúng ta hai ví dụ để các em tự áp dụng và các em làm nhé. Bài tập áp dụng. Bài tập áp dụng 1. Các em sẽ vẽ đồ thị của các hàm sau. Phần A y bằng x bình trừ đi 4 trị đối của x và kem cộng 13. Phần B, B vẽ cái hàm y bằng trị đối của trừ x bình cộng 4x. Đấy, kem ngồi kem vẽ cho anh hai cái bài đi nhá. Nhưng cho kem 5 đến 10 phút kem vẽ đi. Sau đó rồi anh sẽ chữa nhá.
Rồi, bạn nào vẽ xong chưa? Nếu mình kem vẽ xong chưa nhỉ? Em vẽ xong chưa nhỉ? Em mới vẽ xong một hình thôi ạ. Ừ. Thế thì cố gắng vẽ thêm cái hình bên kia vào nhé. Vẽ thêm hình B vào nhé. Rồi. Anh chưa nhá. Anh chưa nhá. Này chúng ta sẽ làm như sau này. Bước 1 thì để kem vẽ được cái hàm này ấy, thì cái hàm này kem phải nhớ nhá. Cái hàm này nó xuất phát từ cái hàm y bằng x bình trừ 4x cộng 3, và cái hàm người ta cho ấy thì cái hàm đấy nó chính là hàm f trị tuyệt đối của x, đúng không? Tại vì f trị đối của x thì chỗ nào có x em thấy là trị đối của x tất cả bình phương em trừ đi 4 nhân trị đối của x và cộng với 3, đúng không? Thì cái này nó chính là x bình trừ 4 trị đối của x và kem cộng với 3 nhé. Đấy thì có nghĩa là cái hàm này này là trị tuyệt đối của fx, đúng không? À, f trị tuyệt đối của x. Thế phân biệt cho này như vậy thì chúng ta sẽ chữa như sau. Bước 1 là các em sẽ xét cái hàm này trước, đúng không? Sẽ vẽ cái hàm này trước. Ta có để vẽ được một cái hàm bất kỳ, bước đầu tiên luôn luôn là bước bước đi tìm đỉnh, đúng không? Các em tìm đỉnh.
đỉnh nó chính là trừ b phần 2a. Thì trừ b phần 2a chúng ta tìm được là 4 phần phần 2 nó bằng 2 đúng không? 2. Em thay vào đây nó sẽ được là 4 trừ đi 8 là còn trừ 1 nhá, trừ 1. Đấy thì đây là đỉnh. Đỉnh xong rồi các em sẽ tìm cho anh các nghiệm giao với trục gì? Trục hoành. Là các em sẽ cho cái phương trình này bằng 0. Đấy thì các em sẽ tìm được hai nghiệm x bằng mấy và x bằng mấy nhỉ? X bằng 1 và x bằng 3 đúng không nhỉ? Đấy. Thì anh gọi cái điểm giao nhá. Với x bằng 1 thì y chúng ta bằng 0 mà. Vì nghiệm mà, nghiệm thì phải bằng 0. Và anh gọi cái điểm B ấy là 3 0. Đấy, sau đó các em vẽ đồ thị thôi. Các em vẽ đồ thị. Có phải là với y của chúng ta là 2 trừ 1, 2 trừ 1. Đây. 2 trừ 1 đây, đúng không? Đây nhá, 2 trừ 1. Đây là điểm đỉnh. Và vì có bề nõm quay lên trên mà, vì A dương và nó đi qua các điểm là 1 0, 1 0 đây, nó đi qua điểm 1 0 này. Đúng không? X bằng 1, y bằng 0, 3 0 là 3 0 đây. Đây là 1 3. Đấy các em lấy em và nó đi qua điểm 0 3 nữa. Đúng không? Nó đi qua điểm 0 3. X bằng 0 thì y bằng 3. Thì các em có thể lấy như thế cho dễ nhìn thôi. Đúng không? Sau đó các em vẽ nó vào. Đấy, đi như này. Đấy thì đấy là các điểm nó đi, nó giao điểm với trục hoành ấy là điểm là gì? 1 0 3 0, giao điểm với trục tung ấy là điểm 0 3. Được chưa? Đấy bước 1 là các em vẽ xong rồi. Bước 2 là chúng ta mục tiêu là vẽ cái hàm F chỉ tuyệt đối mà. Thì bước 2 là các em sẽ xóa cái phần đồ thị bên tay phải, bên tay trái chúng ta đi. Đây, phần đồ thị bên tay trái của trục OI đi. Nhá. Xóa xong rồi thì các em sẽ lấy đối xứng cái phần phần còn lại sang bên tay trái. Tưởng y đỉnh là 2 âm 7. Ơ 2 âm 1 đúng rồi mà. Nhầm đề à? Em thay 2 vào đây thì có phải là 2 bình là bằng mấy? 2 bình bằng 4 đúng không? 4 trừ đi 8 là bằng trừ 4. Trừ 4 cộng với 3 bằng bằng trừ 1 đúng không ạ? Tính lại nha em nhá, anh tính đúng rồi đấy. Rồi, tiếp theo nhá. Thì các em lấy đối xứng sang thì cái điểm đỉnh đối xứng sang nó sẽ là điểm trừ 2, 1 đúng không? Trừ 2, 1. Trừ 2, trừ 1. Đây. Đấy thì các em lấy đối xứng hất nó xuống thôi. Đấy, đây là điểm 1, 1 đối xứng nha. Và bên này là 3, đối xứng sẽ là trừ 3. Đây là các em hất lên thôi là xong nhá. Anh vẽ nó không được đẹp lắm như đấy, chúng ta hình dung là như vậy. Cho đây là trừ 3. Đấy thì chúng ta đã xong được cái hàm mà y bằng f tuyệt đối cần tìm. Đây để anh vẽ trên đồ thị cho chúng ta dễ nhìn này. Đây nhá. Đây các em nhìn được cái đồ thị này chưa? Đây nhá, ban đầu anh vẽ cái hàm y bằng x bình trước này, x bình này trừ 4x đúng không? Và các em cộng 3 này. Xong. Thấy chưa? Đấy đúng cái đồ thị chúng ta vẽ chưa? Đây nó đi qua điểm 2 đi này, đây các điểm này. Đi điểm đỉnh. Nhá, điểm đỉnh của chúng ta là bao nhiêu? Nó là 2 trừ 1 đúng rồi, nó giao với các điểm này, các em nhìn thấy chưa? 1 0 này, 3 0 này, 0 3. Đấy thì đấy là chúng ta vẽ cái hàm ban đầu. Thì bây giờ chúng ta thêm cái hàm trị đối vào đây là xong. Trị đối là cái gì nhỉ? ABS. Đấy. Các em thấy chưa? Thì cái hàm trị đối là x bình trừ 4 trị đối của x cộng 3.
thì các em thấy đúng chưa? Đúng cái đồ thị chúng ta vừa vẽ chưa? Đấy, các em sẽ lấy đối xứng cái phần, bước 1 là các em phá cái phần đồ thị bên tay trái của trục tung đi. Sau đó các em sẽ lấy đối xứng cái phần còn lại sang bên tay phải. Thì chúng ta được cái hàm x bình trừ 4 trị đối của x cộng 3 là như vậy. Nhớ các em hiểu như vậy nhé. Thế đấy là đồ thị cần tìm như này. Đấy, đồ thị cần tìm là như thế này. Thì đồ thị này cũng giống đồ thị chúng ta vừa vẽ mà. Đúng không? Không khác nhau gì đâu. Rồi, tương tự. Với cái hàm này chúng ta sẽ làm như tương tự như vậy. Bài giải nhé. Bước 1 là chúng ta sẽ xét cái hàm bên trong trước. Các em vẽ cái hàm bên trong trước. Trừ x bình cộng 4x. Thì vẽ hàm này thì bước 1 là các em tìm đỉnh đúng không? Đỉnh. Thì điểm đỉnh các em sẽ tìm được nó sẽ là gì? 4 chia cho trừ 2. Trừ 4 chia trừ 2 nó bằng 2. Điểm đỉnh là 2. Các em thấy 2 vào đây chính là trừ. Nó bằng 4. Nhá. Điểm đỉnh là 2, 4. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Điểm đỉnh là 2, 4 các em nhé. Đấy. Thì điểm đỉnh xong rồi thì chúng ta sẽ lại đi tìm các điểm giao với trục. Trục gì? Giao với trục hoạch. Cho cái phương trình bằng 0. Sau đó các em sẽ tìm được các hai nghiệm x bằng 0 và x bằng mấy? X bằng 2 à? 0 và 2. À, 0 và 4 chứ. 4. Nhớ 0 và 4. Rồi. Đấy đi. Bây giờ chúng ta hiểu là chúng ta sẽ có hai cái giao điểm là điểm A tọa độ là 0 0 và điểm B 4 0. X y bằng 0 này tại vì chúng ta giao điểm với trục hoành mà. Thì y bằng 0. Rồi, bây giờ các em vẽ thôi. Các em vẽ nhé. Này vẽ khá đơn giản thôi. Đầu tiên các em phải cho những điểm đỉnh trước. Thì điểm đỉnh của chúng ta là 24. Đây, 24. 24. Ví dụ là 4 nhé. 24. Đây điểm đỉnh, điểm y, điểm đỉnh. Được chưa? Và chúng ta sẽ có là đi qua điểm 0, 0 là đi qua điểm này. Và đi qua điểm 4, 4, 0 ở điểm này. Thì đồ thị nó sẽ như thế này. Đây, đồ thị nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ là parabol, nó hơi hơi cong một tí cho em nhé. Anh vẽ nó không được đẹp lắm, nhưng chúng ta hình dung như vậy. Rồi, vẽ xong rồi thì đây đó là đồ thị của hàm. Mục tiêu là chúng ta vẽ hàm trị tuyệt đối của fx, đúng không? Đấy, mục tiêu là chúng ta sẽ vẽ cái hàm là y bằng trị tuyệt đối của fx. Thì các em sẽ lấy đối xứng cái phần dưới trục hoành lên trên. Đúng không? Lấy đối xứng cái phần dưới trục hoành lên trên. Các em gạch bỏ phần dưới trục hoành đi vào lấy đối xứng phần dưới trục hoành lên trên nhé. Lấy đối xứng trước rồi gạch bỏ đi. Đấy, các em hất nó đối xứng lên là được. Được. Các em lấy đối xứng lên là được nhé. Đấy, lấy đối xứng xong các em xóa bỏ cái phần này đi. Các em lấy tẩy các em xóa đi. Được chưa? Thì đây là đồ thị cần tìm. Đây là đồ thị cần tìm. Đấy, các em làm được chưa? Các em vẽ xong được chưa? Đây đồ thị của chị đối với cần tìm. Nhá, ok. Rồi bây giờ anh sẽ vẽ bằng đồ thị cho chúng ta nhìn này. Các em vẽ này vào nhá. Anh vẽ bằng đồ thị này. Đây, bước 1 này anh vẽ cái hàm à. X bình trừ x bình, vẽ bên trong mà. Trừ x bình và kem cộng với 4x. Được chưa? Cộng 4x. Không, đúng cái hàm chúng ta vừa vẽ không? Nó có đỉnh là 24. Có đỉnh là 24 này, kem nhìn thấy chưa? Và nó đi qua điểm 0, 0 và điểm 4, 4, 0. Xong nhá. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Đấy, đi qua điểm 0,0 và 4,0. Đấy, cái điểm này anh lấy nó sai, các em xóa đi cho anh. Rồi, ok. Đấy là các em vẽ xong cái hàm ban đầu rồi. Bây giờ các em lấy cái hàm đối vào thì đối là ABS. Trừ x bình cộng 4x. Ok, thấy chưa? Thì có phải là
chúng đang xóa bỏ cái phần dưới trục hoành đi đúng không? Và các em lấy đối xứng lên nào. Đối xứng lên và các em xóa bỏ phần dưới trục hoành đi. Thì chúng ta sẽ được cái hàm tuyệt đối như thế này cần tìm. Đấy, hàm đồ thị nó như thế này. Ok chưa? Thế nhá. Thì đấy là bài tập ngày mai này thôi. Đấy là bài tập của ngày hôm nay. Bây giờ các em ngồi các em làm bài tập cho anh. Nhá. Bây giờ các em sẽ ngồi các em làm bài tập này cho anh nhé. Thì phần bài tập này nó là có 2-5 câu thôi, nó không có quá nhiều. Anh xem qua rồi anh sẽ chữa những câu khó trước nhé. Còn những câu dễ thì các em có thể là làm sau. Thì câu 1 là các em xem ở đây các em có hỏi gì câu 1 không? Câu 1 là làm được nhé. Câu 2 là các em nhớ này. Xét 3 đường thẳng như thế này. Và người ta hỏi là hai đường thẳng song song, đường thẳng còn lại vuông góc với hai đường thẳng song song đó như thế. Thì các em kiểm chứng các điều kiện này bằng việc là bước 1 nhé, anh dẫn chúng ta tí chúng ta ngồi chúng ta làm. Thì bước 1 là chúng ta phải làm như nào nhỉ? Các em đưa tất cả các đường thẳng này về dạng là y bằng ax cộng b. Được chưa? Sau đó chúng ta lại nhớ lại song song như thế nào, vuông góc thì như thế nào. Thì chúng ta lại làm tiếp. Để chúng ta kiểm chứng xem là A có bằng A phẩy không, B có bằng B phẩy không, xem nó trùng nhau hay vuông góc như thế nào đó. Thì bước 2 này các em tự làm tiếp nhé. Đấy, bài tập 3 này thì tập xác định rất là dễ này. Các em nhìn vào đây các em biết ngay tập xác định của cái hàm này là gì không? Của câu 3. Câu 4 tập xác định cũng như vậy. Câu 5 tính chắc nẻ đơn giản rồi, nhìn vào đi biết ngay là gì. Nó vừa chứa bậc nẻ này, bậc 3 là bậc nẻ, bậc 1 bậc nẻ này, vừa chứa bậc chẵn này. Thì hệ số tự do là bậc 0 mà. Thì cái hàm này là hàm không chẵn không nẻ. Đúng không? Đấy rất là dễ. Nhớ đấy là câu 5, anh nhìn vào đây anh biết ngay. Câu 6 thì chúng ta kiểm tra xem hàm chẵn hàm nẻ bằng việc là Casio. Câu 7 thì đơn giản quá. Đồng biến thì chúng ta cho hệ số A dương. Đúng không? Câu 8. Đây, câu 8 đây. Này nó hơi bị ấy. Thôi thôi, kệ đi. Đấy, câu 8 người ta bảo là gì? Tìm K đúng không? Để cái hàm này nghịch biến trên tập xác định. À thì này đơn giản rồi. Nghịch biến thì cái hệ số A của cái hàm bậc nhất này nó phải nhỏ hơn 0. Thế là xong. Đúng không? Thì câu 9 là tập xác định các em tự giải nhá. Có chứa căn thì trong căn lớn bằng 0. Có chứa căn ở dưới mẫu thì dưới mẫu phải lớn hẳn không. Đấy là câu 9, câu 10. Và câu 11 thì đơn giản rồi. Xem là nó vuông góc hay song song thì các em tự kiểm tra. Đấy. Thì câu 12 này liên quan đến yếu tố gì đây? Rồi. Đấy, câu này là cho parabol và hai điểm AB. Có câu này các em tự làm đi nhá. Tí nữa anh sẽ chữa câu này. Câu này rất là hay. Câu 12. Câu 13 xác định parabol đúng không? Nhưng bài toán xác định này anh đã dạy từ buổi hôm trước rồi. Nó gồm có hai ẩn này. Thì bước 1 là có đỉnh, có đỉnh thì chúng ta sẽ tìm được B. Mà có điểm đi qua để điểm đi chúng ta lại tìm được C. Đấy, đấy. Tương tự câu 14 chúng ta làm như vậy. Câu 15 nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta cứ làm lần lượt thôi. Đấy thì cố gắng là trong thời gian là 20 phút. Không rồi. Các em sẽ bắt đầu làm cho anh từ câu số 13 này nhá, trở đi. Đấy. Các em ngồi các em làm cho anh đi. Đấy thì các em làm cho anh từ câu số 13 này và cho đến câu số 17 nhá, 17. Các em nhìn rõ đề không? Các em nhìn rõ đề không? Làm rồi chọn đáp án luôn hay là làm tự luận vào trong vở này? Ừ, thì các em cứ làm cho đáp án luôn được thì tốt. Còn đâu trình bày vào trong vở để các em tự hiểu thôi.
Đấy. Thì anh sẽ cho các em thời gian là 15 phút nhé. Đấy thì các em làm cho anh 13 đến câu 17. Ừ, 13 đến câu 17 trong thời gian 15 phút. Sau đó anh sẽ chữa. Chữa xong thì chúng ta sẽ nghỉ thôi. Để cho các bạn còn ôn tập tí thi đúng không? Tí các em thi văn à? Phương Anh thi ạ. À, Phương Anh thi rồi. Ừ. Đấy thì chúng ta làm đi nhá. Từ câu 13 đến câu 17 này.
Rồi, kem làm đâu rồi, kem ơi? Kem làm có bao nhiêu rồi? Xong rồi ạ. Xong rồi đúng không? Thế câu 13 này kem chọn gì nhỉ? Câu 13. 13 là A. Rồi. Vì sao A? À? Vì B bằng 2A. Ừ. Tại vì chúng ta có đặt trừ B phần 2A đúng không? Nó chính bằng là đây này. Thì chính là trừ B phần 4, trừ B phần 4. Và đề bài cho nó bằng trừ 1 nhá. Đấy tìm nó B bằng mấy? B bằng 4. Đúng chưa? B bằng 4 thì thế nào đi là tìm C kiểu gì em nhỉ? Tìm C chúng ta tìm kiểu gì? Tìm C tìm theo là cái mà theo cái trừ 2 y bằng trừ 2 ừ. Thì thay là x bằng trừ 1. Đúng rồi. Đấy cũng là cách để chúng ta tìm C nhá. Kem chưa tìm tính được thì kem tính như thế nhá. Anh ơi, đấy. em nghe hình như nó cứ bị hơi nhỏ, em không nghe rõ lắm. À, ok. Kem nghe được chưa? Kem nghe được chưa? Có nhỏ không? Đấy, đợi anh tí nhá, anh tí nhá. Rồi, các em nghe được ok chưa? Anh thấy bình thường mà. Các bạn khác nghe được không? Không ý kiến gì à? Dạ, vẫn nghe bình thường. Ừ đấy, nghe bình thường mà. Thế nhá, anh chữa câu 13 như sau này. Các em hiểu chưa? Các em hiểu bạn chưa chưa? Thì vừa nãy là chúng ta tìm được B rồi đúng không? Các em tìm được B bằng 4 rồi. Thì bây giờ là cái hàm ấy của chúng ta nó chỉ còn có một biến thôi. Đúng không? Cộng C. Đấy thì các em tìm C bằng việc là các em thay cái điểm Y. Tại vì cái đường thẳng này đúng không? Cái parabol này nó đi qua điểm Y mà. Mà tọa độ điểm Y là trừ 1, trừ 2. Trừ 1, trừ 2. Thì các em thay X bằng trừ 1 vào đây. Và Y bằng trừ 2 vào đây để các em tìm C. Thì các em sẽ được là 2 nhân trừ 1 bình phương cộng 4 nhân trừ 1 và cộng C bằng trừ 2 đúng không? Thế các em tìm được C bằng bao nhiêu? C bằng 0, C bằng 0 nhá. C bằng 0 thì các em chọn đáp án câu này là A đúng rồi đấy. Đấy là câu 13. Câu 14. Câu 14 nó tương tự câu 13 nhá. Thì các em chọn gì nhỉ? Anh em không rõ. Em chọn gì? B à? Đáp án Ừ, ok. B nhá, em chọn B là câu 14. Rồi, câu 15 thì sao? Làm được câu 15 chưa? Câu 15 làm được chưa nhỉ? Đi theo C. M thuộc đồ thị mùa M thuộc parabol này nên là thay âm một vào thì được y bằng 1. Thế thay câu B em thay 1 1 vào nó vẫn thỏa mãn mà đúng không? Thật ra câu này nó cho thế này thì nó không hay lắm, nhưng mà cho này các em có thể loại trừ được đáp án A và đáp án D, nhưng mà làm nào để biết là B là nhỏ nhất hay là C là nhỏ nhất? Thì đơn giản là các em vẽ cái parabol ra. Đúng không? Anh hướng dẫn chúng ta cách vẽ parabol nhá.
Thì cái hàm y bằng x bình thì vẽ dễ quá đúng không? Thì bước 1 là chúng ta tìm đỉnh trước. Thì đỉnh chính là không không rồi. Đúng không? Đấy. Và các em lấy các điểm đặc biệt. Ví dụ anh lấy điểm A là 1, 1 nhé. Là điểm đặc biệt. Đây. Điểm 1, 1 này. Hoặc là các em lấy điểm A, trừ 1, 1 đúng không? Trừ 1, 1, 1. Đấy. Sau đó các em nối cái parabol này lớp 9 các em học rồi. Các em nối vào. Yeah. Xong nhá. Thì parabol các em vẽ xong rồi. Thì cái điểm A của chúng ta là điểm 20. Thì điểm 20 nằm đâu? Đây, điểm 20 đây đúng không? Đây điểm A của chúng ta này. Các em nhìn thấy chưa? A điểm A 20. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn đáp án M và đáp án M là đáp án B và đáp án C thôi. Thì điểm M là 11 chính là điểm M đây. Hoặc là điểm M là trừ 11 chính là điểm M đây. Thì hiển nhiên là độ dài của AM là nhỏ nhất đây rồi. Thì cái điểm M của chúng ta là điểm 11. Thì câu này các em phải chọn B chứ. B. Đúng không? Thế thì câu 15 là các em vẽ hình nhá. Các em vẽ hình ra các em nhìn. Thật ra là chúng ta chưa học sang chương 2 của cái phần hình. Đấy, các em chưa học chương 2 của phần hình thì chúng ta làm theo phương pháp vẽ hình. Còn nếu mà các em học chương 2 của phần hình rồi ấy, thì chúng ta có công cụ tính độ dài của một cái đoạn thẳng ấy. Đấy. Thì em cũng có cho chúng ta công thức luôn nhá. Thì độ dài đoạn thẳng AM các em cứ lấy x của điểm M, các em trừ đi x của điểm A bình phương. Và các em cộng với y của điểm M và các em trừ đi y của điểm A bình phương. Thì đây chính là độ dài của đoạn thẳng AM. Ví dụ nhá, anh tính nhá, đây là công thức thôi. Công thức này thì sang chương 2 của hình chúng ta mới học cơ. Tại vì chúng ta biết điểm A và các em biết điểm M rồi đúng không? Thì ví dụ nhá, điểm M là 1, 1. Thì anh sẽ có là x của điểm M sẽ là 1. Và x của điểm A sẽ là 2 bình. Còn nếu y của điểm M, y của điểm M sẽ là 1. Và đâu y của điểm A sẽ là 0 bình. Thì các em tính độ dài này ra nó sẽ là căn 2. Đúng không? Tương tự các em tính AM với điểm M trên là điểm là 1, 1 và điểm M ở dưới là điểm A. Để trừ 1, 1 đấy. Thì các em tính thì nó sẽ ra được là trừ 1 đúng không? Trừ 1 trừ 2 bình phương cộng với 1 trừ 0 bình phương thì nó sẽ bằng căn của 3 bình là 9, căn của 10. Căn 10 thì chắc chắn là căn 10 với điểm M tọa độ là trừ 1, 1 thì nó sẽ không, độ dài nó không nhỏ bằng điểm M tọa độ 1, 1 rồi. Thế đấy là cách chúng ta sử dụng hình học. Nếu anh nghĩ là chúng ta vẽ hình ra các em nhìn được ngay. Các em vẽ hình ra là các em nhìn được ngay. Thế thôi. Câu 16 các em làm được chưa nhỉ? Câu 16 các em làm được. C đúng không? Thì theo C. Y hay là A kiểu A hướng bề long hướng lên trên nhau. Thì các em hình dung này, để cái parabol này đúng không? Nằm hoàn toàn phía trên trục hoành nhá. Thì có nghĩa là đồ thị ấy nó phải là nằm hoàn toàn phía trên trục hoành như thế này. Đúng không các em? Đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có hai yếu tố này. Nằm hoàn toàn trên này ấy, thì hệ số A dương. Đúng chưa? Như bạn nói. Rồi thế vì sao delta lại nhỏ hơn không em nhỉ? Dạ bởi vì nó nằm hoàn toàn trên trục hoành nên là y sẽ lớn hơn không? Ừ. Là y của đỉnh đúng không? 3 trên 4 A mà A đã lớn hơn không rồi suy ra delta nhỏ hơn không? Đúng rồi đấy các em nhé, các em chú ý vào nhé. Thì có nghĩa là chúng ta nhớ công thức đỉnh nhé. Thì nằm hoàn toàn trên trên trục hoành thì các em hiểu là điểm đỉnh của chúng ta ấy nó phải có y dương, y của điểm đỉnh phải dương. Đúng không? Y của đỉnh phải dương. Đồng nghĩa là y của đỉnh chính là trừ delta phần 4a phải dương. Nhưng mà vì hệ số a dương rồi. Thế từ đây các em hiểu là như vậy thì trừ delta dương thôi. Thì trừ delta dương thì chắc chắn delta phải âm. Delta phải âm. Thế thôi. Thì delta âm thì các em sẽ chọn đáp án câu này là C. Đúng rồi nhá. Đấy đấy là bạn giải đúng rồi đấy các em. Rồi, câu 17 các em chọn gì? Đấy, câu 17 các em chọn gì nhỉ? Đồ thị của hàm gì đây?
Các em nhìn được đồ thị không? Thì anh dẫn chúng ta bước đầu tiên luôn luôn là chúng ta sẽ tìm giao điểm với trục tung trước nhá. Giao điểm với trục tung là trục OI ấy, là tại đấy x bằng 0. X bằng 0 thì các em hiểu là à như vậy thì y bằng 1 theo đồ thị này. Thì x bằng 0 y bằng 1 thì có thể là A, có thể là B, không thể là C được. Tại vì x bằng 0, C bằng 0 thì mới là đáp án C. Đấy nhá, đáp án D thì chưa có khả năng cũng có thể đúng. Đấy là chúng ta dựa vào điểm đỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đấy là chúng ta dựa vào giao điểm với trục trục tung. Bây giờ chúng ta dựa vào điểm đỉnh này. Thì các em có x đỉnh bằng -1, đúng không? Các em có x đỉnh bằng -1. Thì các em xem đáp án A. Đáp án A, rồi, x đỉnh bằng -1 có khả năng nhận 2 vân. Đáp án B, không không để đáp án B được tại vì hệ số A dương nó phải đi lên đúng không? Các em cạch đi B chắc chắn là không phải B này. Hệ số A nó phải âm. Bây giờ các em nhìn đáp án D. Đáp án D, x đỉnh có bằng -1 không? Cũng bằng -1, khả năng đáp án D được. Nhưng bây giờ làm nào để biết A hay D các em nhỉ? Làm nào để biết A hay D? Bạn nào có thể suy nghĩ được không? Đơn giản nhất là chúng ta dựa vào giao điểm với trục hoành này, đúng chưa? Đấy, thì giao điểm với trục hoành này là hai nghiệm. Hai nghiệm này phải âm. Thì giao điểm với trục hoành thì có nghĩa là các em sẽ cho cái y bằng 0. Đúng không? Nhớ những giao điểm này rất là quan trọng nhé. Giao điểm với trục hoành là y bằng 0. Y bằng 0 các em sẽ tìm x, xem x bằng bao nhiêu. Đấy thì các em sẽ cho cái phương trình này bằng 0. Đúng máy tính. Hệ số là 1, 2, 1. À, các em tìm được duy nhất một nghiệm là -1 thôi. Các em tìm được duy nhất một nghiệm là -1 thôi. Nhưng mà trong đây nó lại có hai nghiệm cơ. Đúng không? Trong đấy nó có hai nghiệm cơ. Thế khi nào mới là đáp án A? Đấy, đồ thị đáp án A nó như thế này này. Đồ thị A nó có duy nhất một nghiệm như này thôi, các em hiểu không? Nó tiếp xúc tại nghiệm -1 này thì mới là đáp án A. Nhưng mà đáp án A của chúng ta không đúng. Tại vì đồ thị chúng ta có tiếp xúc tại đây đâu. Đúng không? Nghiệm của chúng ta -1 mà. Nhưng mà câu này đáp án là D. Nè. Các em bấm nghiệm. Đây, 361. Đúng chưa? À, chúng ta tìm được một nghiệm là -0,18. À, chân nạc chắc là cái nghiệm này. Cái nghiệm nhỏ nhỏ này. Đây, và một nghiệm là -1,8. À, thì khả năng sẽ là cái nghiệm này. Thì câu này đáp án là D đó. Đáp án là D. Nhớ các em nhớ. Đấy, đấy là cách chúng ta tìm đồ thị của một cái hàm số bất kỳ. Đấy. Thì chương này là hết rồi đấy. Thì buổi hôm sau nhá. Buổi hôm sau là chúng ta sẽ học và làm những bài tập nó mức độ nâng cao thôi chứ không làm mức độ cơ bản nữa. Chúng ta sẽ buổi sau chúng ta sẽ làm những bài tập nâng cao của cái chương này. Chương 2 này nhá. Đấy thì anh sẽ gửi chúng ta tầm 50 đến 100 câu toàn bộ bài tập của cái chương 2 này để các em luyện tập nhá. Buổi sau là chúng ta sẽ chỉ học nâng cao thôi. Và anh sẽ chỉ chữa những câu mà nó khó ở trong từ 50. Có nghĩa là trong bài tập về nhà anh gửi chúng ta thì các em làm. Bởi sau anh sẽ chữa những câu nó mức độ nó khó thôi. Còn nếu những câu dễ thì anh sẽ cho đáp án nhé. Đấy thì các em cố gắng là các em phải làm và hiểu được phần bài tập của cái chương này. Thì thứ này là thứ mấy rồi nhỉ? Thứ tư. Thì thứ sáu là chúng ta sẽ vào học hình nhé các em nhé. Từ nào chúng ta sẽ học hình. Các em thi giữa kỳ chưa? Các em có lịch thi giữa kỳ chưa nhỉ? Ơi. Sắp thi rồi anh ạ. Ừ, bao giờ thi nhỉ? 8 tháng 11. Bọn em thứ 7 anh. Em phải học. Thứ 11 trùng lịch gì ở Phương Anh? Bọn em thi giữa kỳ, các em có đề không? Có cấu trúc đề không? Vẫn chưa thấy gì anh ạ. À, nhưng mà đề giữa kỳ nó sẽ gồm có bài tập về mệnh đề và tập hợp đúng không? Mệnh đề và tập hợp này. Các em học sai số chưa? Các em học về sai số chưa? Trên lớp các thầy cô dạy sai số không nhỉ? Cái này tự học ạ. À, tự học à? Ừ. Rồi. Thầy em có dạy anh ạ. Ừ, có dạy đúng không? Sai số này nó cũng khá là dễ thôi. Thì
thứ sáu nhá, thứ sáu anh sẽ ôn tập cho chúng ta nhá, thứ sáu chúng ta sẽ ôn tập để chúng ta thi giữa kỳ. Đấy thì giữa kỳ anh cũng biết là cấu trúc đề như nào, tại vì cấu trúc đề chung mà thì kiểu gì cũng có phần mệnh đề và tập tập hợp. Đồng thời phần hình ấy thì chính là cái chương vector của lớp 10 thôi chúng ta học thôi. Đấy thì thứ sáu anh sẽ cho chúng ta đề và thứ sáu anh sẽ ôn tập toàn bộ nhé về cái phần mệnh đề tập hợp và cái phần vector này nữa. Nhưng mà Phương Anh thứ sáu bị trùng lịch à? Thứ sáu là học như nào bị trùng lịch? Hôm nay em phải học bù ở trường anh ạ. Thế học bù đến mấy giờ? Thôi em treo máy anh ạ. Nhưng mà học bù là học bù lúc mấy giờ? Thứ sáu Em mà học em. bù buổi tối ấy. À ok. Thôi nhá, thứ sáu chúng ta vẫn 8 giờ là kem học nhá, 8 giờ nhá. Tại vì thứ sáu anh cũng trước đấy anh có một ca dạy như là chúng ta vẫn học 8 giờ nhá. Đấy. Rồi, thì anh sẽ gửi chúng ta bài tập này để kem hoàn thành trước nhá. Cố gắng là hoàn thành đến hôm thứ sáu trước. Thế nhá, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhá. Em có hỏi gì nữa không? Không ạ. Ừ. Nếu mà không thì thôi, em nghỉ nhá. Em Chắc là chào em anh. chưa ăn cơm đâu đúng Vừa ăn xong ạ. không nhỉ? Ăn xong Vừa học vừa ăn. à? Ok, Nhà anh ạ. ngon đấy. Ok, chúng ta nghỉ đi nhá. Em Chào chào anh. em. Ừ. Chào Anh các bạn ạ. em. Ừ. Em ạ. Ừ, chúng ta nghỉ đi.